Bạn có biết quà Tết 2024 của Free Fire có gì không? Hoặc là bạn có biết rằng Free Fire chuẩn bị mở ra thêm 4 ô hành động nữa? Thẻ Booyah bây giờ chỉ cần đạt cấp độ 100 thôi là cũng đã có thể mở được full tất cả các trang bị vật phẩm. Nếu bạn mở thêm nhiều cấp độ của thẻ Booyah, bạn còn được giảm giá cho thẻ mùa sau. Và chuẩn bị chúng ta sẽ có một khẩu súng nâng cấp mới, sự trở lại của trang phục mỹ nhân, giai nhân và ác quỷ nữa. Đó tất cả những cái thông tin tổng hợp được đến từ Hùng Cam trong video ngày hôm nay. Quý vị và bạn ơi, đừng quên để lại một like, một share, một đăng ký kênh để chúng ta cùng bước vào video để xem là trong Free Fire trong những ngày vừa qua đã có những sự thay đổi gì và chuẩn bị cho Tết sắp tới của Free Fire nhé các bạn ơi. Trước khi bước vào video thì các bạn ơi, các bạn có muốn trở thành người may mắn nhận được những cái phần quà kim cương khi trả lời những cái câu hỏi trên video của Hùng Cam hay không? Thì ngày hôm nay Hùng Cam sẽ tiếp tục mang đến đó là những cái phần quà kim cương cũng như là câu hỏi dành cho tất cả các bạn. Bạn nào đăng ký kênh này, like video này, share video này, trả lời nhanh, đúng và chính xác nhất về câu hỏi mà Hùng Cam đưa ra sẽ nhận được những cái phần quà kim cương, kèm với đó là sẽ chuyển thẳng vào cái ID các bạn trả lời cùng với câu trả lời chính xác của mình nhá. Câu hỏi của Hùng Cam ngày hôm nay là: trang phục mới nhất được cập nhật trong hộp ma thuật mới của Free Fire 43 là trang phục gì? A là hoa mộc lan, B là thích khách âm dương, C là sát thủ sa mạc và D là boy cháy phố. Bạn nào trả lời nhanh có ID may mắn nhận được phần quà kim cương khi bạn đăng ký kênh này, trả lời đúng, nhanh và chính xác nhất này. Nhớ nha, câu hỏi của chúng ta là: trang phục cập nhật hộp ma thuật mới nhất của Free Fire OB43 có tên là gì? A hoa mộc lan, B thích khách âm dương, C sát thủ sa mạc và D là boy cháy phố. Bạn nào trả lời đúng kèm theo ID may mắn sẽ nhận được phần quà kim cương về ngay tài khoản của mình nhá. Đừng quên trả lời câu hỏi kết hợp với đó là để lại ID ngay xuống phần bình luận để Hùng Cam có thể trao giải cho các bạn nhanh và chính xác nhất. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bước vào với video ngày hôm nay thôi. Ok, đầu tiên là chúng ta sẽ chia sẻ về những cái sự thay đổi của thẻ Booyah mùa tiếp theo, thẻ Booyah tháng 2 mùa 14 đúng không nào? Phải nói rằng đầu tiên là xét về mặt ngoại hình nhá, là cái thẻ Booyah này cực kỳ đáng tiền, cực kỳ đáng sở hữu luôn các bạn ơi. Không cần phải nói nhiều, cứ nhìn vào những cái ngoại hình, cứ nhìn vào những cái gọi là vật phẩm, những cái nâng cấp của cái thẻ Booyah này thôi là chúng ta đã muốn sờ vào rồi. Nhưng cái điều khác biệt lớn nhất của cái thẻ Booyah này so với các thẻ Booyah khác là gì? Đó chính là từ mùa thẻ Booyah 14 này chúng ta sẽ có 3 nâng cấp đặc biệt dành cho đó là những người sở hữu thẻ Booyah. Và 3 nâng cấp này cực kỳ độc nha. Thứ nhất là chúng ta sẽ có thay đổi về mặt độ cấp độ cao. Tức là sao? Tức là nếu như ngày xưa ấy, thẻ Booyah là phải nâng lên 150 cấp đúng không? Kể cả thẻ Booyah tháng 1 cũng vẫn phải nâng lên 150 cấp đúng không? Thì kể từ thẻ Booyah mùa 14 trở đi, chúng ta mắc chỉ có 100 cấp mà thôi, không phải là 150 cấp nữa mà chỉ là 100 cấp mà thôi. Điều này giúp cho anh em là nhanh đạt được những cái vật phẩm yêu thích hơn, nhanh có được cho mình đó là những cái món đồ mà mình muốn hơn, và anh em ít phải cày hơn. Đấy, cái quan trọng là ít phải cày mà lại ra được đó là toàn bộ những cái đồ mà anh em mong muốn, quá tuyệt vời rồi. Chỉ dừng lại ở 100 cấp thôi, chỉ dừng lại ở 100 cấp thôi. Nó quá đỉnh đi, nó quá đỉnh đi anh em ạ. Thứ hai ấy là khi đạt cấp độ 100 ấy thì từ những cái cấp sau, tức là khi mà anh em đạt được cấp độ 100 rồi đúng không, thì kể cả anh em thừa huy hiệu hay là như nào đấy, anh em mở ra được nhiều vật phẩm thì càng mua nhiều huy hiệu, thừa nhiều huy hiệu thì anh em sẽ càng được giảm giá sâu ở mùa thẻ Booyah tiếp theo. Đấy, càng được giảm giá sâu ở mùa thẻ Booyah tiếp theo. Trời ơi, nó đã gì không? Tức là đây là vừa tiết kiệm về mặt thời gian là cái nâng cấp đầu tiên, nó lại còn tiết kiệm kể cả về mặt tiền bạc. Đấy là giảm cấp, giảm phần trăm mua cái thẻ Booyah mùa tiếp theo anh em ạ. Như này thì không đầu tư, không xúc đi thì còn đợi lúc nào nữa? Thì còn đợi lúc nào nữa anh em ơi. Trời ơi, sao lại có cái thẻ Booyah ngon thế nhở? Không, tôi không phải là tôi đứng trên phương diện là một nhà phát hành mà tôi khen đâu nhá, người của nhà phát hành mà tôi khen đâu, mà là tôi đứng trên phương diện một người chơi. Tức là vừa giảm cấp, tức là đã giảm thời gian rồi và có thể là giảm mặt tiền rồi, mà lại còn khi đạt được đến cấp độ 100 càng nhiều huy hiệu thì lại càng giảm sâu cái tiền, cái phần trăm tiền của mùa tiếp theo. Ui, ví dụ nhá, bạn cứ cho như là một huy hiệu là được 1% đi, thì 100 cái huy hiệu là bạn được free đâu, nhưng mà tôi nghĩ là mắc khoảng 50% thôi hoặc là 30% thôi chứ cũng không được đến 100 đâu. Nhưng mà nói thế thì nó rõ ràng là
là nó sẽ giảm rất sâu. Ví dụ như là bạn thừa khoảng 200 huy hiệu, thế là bạn được giảm 20% cho thẻ tiếp theo. Ôi, nghèo đã không? Nghèo nó vào việc không các bạn? Nghèo nó vớt vào việc luôn. Không cần phải nói nhiều. Ôi, nghèo đã thấy thấm hết cả mọi người rồi ấy. Rồi ôi, cái đã thế. Cái đã thế. What? What? Trời ơi, nghe nó vào việc không ạ? À? Nghe nó quá chi là vào việc luôn. Và cái nâng cấp cuối cùng có lẽ là cái nâng cấp mà nhiều anh em mong chờ, mong đợi, nhiều anh em mong muốn từ trước nay rất rất lâu rồi, mà đến tận bây giờ Nó mới cho. Đó chính là gì ạ? Cộng 4 đồ hành động. Cộng 4 đồ hành động cho anh em là bao nhiêu ạ? Là 12 hành động. Trời ơi, bình thường nó có 8 đúng không? Bây giờ là 12 hành động, thêm 4 ô nữa ở xung quanh. Rất nhiều anh em comment trên kênh YouTube của tôi, trên các kênh mạng xã hội của tôi bảo là ơ, ông này nói điêu, ông này mồm điêu ấy. Mẹ, trước khi cập nhật ông bảo là mẹ, cái gì? Giảm, tăng ô hành động, giảm cấp. Thế sao bây giờ thẻ Buya tháng 1 vẫn thế? Thì thẻ Buya tháng 1 nó đã có thay đổi đâu công ơi. Thẻ Buya tháng 2 nó bắt đầu từ ô B4B3 mà. Đấy, thì sau thẻ Buya tháng 3 này ấy, khi mà sở hữu ấy, anh em sẽ có ngay thêm 4 ô hành động nữa. Tha hồ mà lắp, tha hồ mà quẩy, tha hồ mà vào sảnh nọ sảnh kia, tha hồ mà vào chỗ nọ chỗ kia mà anh em múa. Trời ơi, nghe nó đã cái nư không ạ? À? Nghe nó có đã cái nư không ạ? À? Trời ơi, nghe nó phê luôn chứ lệ. Tôi là một người rất thích hành động, mà bây giờ tự nhiên lại cộng 4, vào việc quá. Vì sao? Bởi vì bây giờ súng nâng cấp, hành động triệu hồi súng nâng cấp là rất đẹp đúng không? Nhưng mà bây giờ súng nâng cấp bao nhiêu khẩu rồi? Bao nhiêu khẩu rồi? Nên là không thể nào mà để từng đó ô hành động được. Chưa kể là hành động đôi, hành động kép, hành động 3. Bây giờ đang có hành động đôi đúng không? Chuẩn bị là có cả hành động Valentine là cũng có ở đôi nữa này. Hành động 3 đấy, bao nhiêu ô hành động đẹp. Chứ bây giờ mà không có mở thêm ý, thì người chơi để vào đâu? Mà không biết để vào đâu thì người ta mua làm gì đúng không ạ? Mua làm gì? Mua làm cái gì? Trời ơi! Thế nên là cái việc mở ô hành động này là một cái điều rất là đỉnh, rất là đỉnh luôn. Free Fire ra quyết định quá là sáng suốt, quá là chính đáng luôn. Thề, thích vãi trưởng, thích hùng cảm, thích các bạn, quá thích luôn. Thề, đấy là cái nâng cấp thẻ Buya mà tôi nghĩ là thành công mẹ luôn, thành công nhất mẹ luôn, thành công đỉnh cao của thành công luôn đấy. Đấy, và cũng không thể không bỏ qua được đó là cái phần review một chút về cái thẻ Buya tháng 2 của chúng ta, thẻ Buya mùa 14 đúng không? Thì chúng ta điểm qua nhanh thôi. Những cái cần đáng chú ý, thẻ Buya tháng 2 này sẽ là vào tháng của Tết, nên đương nhiên là tạo hình của nó rất phải là Á Đông, rất phải là thẻ Tết thì người Á Đông mới mua. Đấy, thì đầu tiên thẻ Buya này sẽ cho chúng ta một skin cho con cộng 2 chính xác, cộng 1 tốc độ thay đạn và trừ 1 tốc chạy khi cầm. Đấy, ở ngay level 1 luôn, mở ra cái có luôn. Đấy, rất thích, rất là ok. Trang phục nữ được mở cấp 10 với thiết kế là vô cùng bắt mắt, hiệu ứng 4 tay tông đen đỏ siêu nổi bật. Nói chung là bộ nữ này cũng rất là một bộ nữ khét, khét luôn, mà hiệu ứng của cả hai trang phục cả nam lẫn nữ nhá thì đều có hiệu ứng thêm hai cánh tay ở đằng sau nên trông rất là bắt mắt. Đấy, ở cấp độ 30 sẽ có hòm sát siêu cháy, trông như là cái hộp phong ấn thầy Gojo ấy. Đấy, trông rất là kim cương ngục môn hay sao ấy. Đấy, trông rất là đẹp, trông rất là đỉnh. Theo nữa là mở khóa trang phục nam siêu ngầu, siêu đẹp, đẹp nhất từ trước đến nay trong thẻ Buya. Không còn cái mỹ từ nào để khen ngợi cái trang phục nam này nữa. 10 điểm không có nhưng, 10 điểm không có nhưng luôn nha các bạn. Nắm đấm, ván nắm đấm, tức là cái ván mà hình cái nắm đấm rất là to. Đấy, chỉ cần mà anh em gọi là cưỡi lên thôi là đối thủ đã thấy rén rồi, chứ đừng nói là thi đấu cùng, nhảy vào khu nào không ai dám nhảy cùng luôn. Sau nữa là đồ long đao, đồ quỷ đao chứ không phải đồ long đao, đỉnh, đỉnh cao của thẻ Buya, mở ra cấp độ gần 80-90 gì đấy, cực kỳ đẹp. Sau đó là sẽ xuất hiện ba lô hai tay siêu đỉnh. Đấy, tức là cái bộ trang phục nó đã có hiệu ứng 4 tay rồi, xong thêm hai tay của mình và thêm cái ba lô này hai tay nữa là tổng cộng là có 8 tay. Đó, 8 tay luôn, quá đẹp. Cái ba lô này thì tôi thề với các bạn là mặc ở bộ nào cũng thấy đẹp luôn, chứ đừng nói là bộ thẻ Buya, mặc bộ nào cũng thấy đẹp. Cấp độ 150 thì mở khóa bom keo siêu nét, trông cực kỳ lực. Đấy, đấy là review qua nhá, còn chưa review chi tiết là còn có dù dùng các thứ. Nói chung là
cái món đồ mà rất là cơ bản của thẻ Buya, thì đấy là những cái món đồ đặc sắc nhất của thẻ Buya đó. Và đấy là thẻ Buya tháng 2 là một thẻ, một trong những thẻ đáng mua nhất từ trước đến nay luôn, tôi thật các bạn, đáng mua nhất từ trước đến nay. Nó có sự thay đổi quá tuyệt vời so với những thẻ Buya thường. Sau đó nữa chúng ta sẽ điểm qua một chút về sự kiện Tết, thì hôm qua Free Fire cũng đã hé lộ ra chúng ta thì đó có sự quay lại của đầu tiên nhá, là trang phục giai nhân và quỷ vương, bộ trang phục rất là huyền thoại mà có lẽ là người chơi Free Fire nào cũng rất là mong muốn. Đây là một trong những cái bộ thẻ chế tác đẹp nhất mà Free Fire từng tạo ra. Đấy, quỷ vương và giai nhân. Sau đấy là chúng ta sẽ mở bán súng nâng cấp chim gõ kiến hổ thần. Chim gõ kiếm hổ thần. Đấy, là một trong những cái súng nâng cấp mà có lẽ bị om hàng lâu nhất từ trước đến nay. Tức là nó ra mắt từ hồi tháng 11 ở trên các server khác, nhưng ở server Việt Nam thì phải đợi đến tháng 2 chúng ta mới có cơ hội sở hữu. Anh em biết biết lý do rồi đấy. Khi nào khi mà có Tết ấy, Tết thì lúc đấy gọi là Tết thì mới có tiền để mà nạp vào mà mua súng nâng cấp chứ đúng không? Trời ơi, chỉ có Tết thôi. Thế nên là Gaina Việt Nam mới cố giữ đến Tết để anh em có tiền thì mới múc. Lúc đấy thì ai cũng súng level 7 hết, trông đỉnh luôn. Đấy, thì chúng ta sẽ ra súng nâng cấp mới là cái khẩu chim gỗ kiến hổ thần. Cái này tôi cũng đã có video phân tích rồi, các bạn có thể tìm lại trên kênh. Cái thứ 3 và thứ 4, cái thứ 4 là tăng thêm mô hành động thì các bạn có biết rồi. Cái thứ 3 là sẽ có khuyến mãi nạp kim cương. Khuyến mãi nạp kim cương này chưa biết là nó sẽ khuyến mãi gì, nhưng đại khái là nó sẽ khuyến mãi nạp kim cương để kiểu kêu gọi anh em là nạp kiểu ví dụ như là 200%, ví dụ như là 300%, kiểu kiểu đấy. Cũng có thể là nạp nhiều tặng nhiều, hoặc là càng nhiều càng ít. Nói chung là những sự kiện kim cương thì chúng ta cũng không hề thiếu một tí nào cả. Cũng là ok đấy, cũng là ngon đấy. Đấy là những cái tóm tắt sơ lược của tôi về các sự kiện Tết chuẩn bị được diễn ra trong Free Fire, và đặc biệt là thẻ Buya tháng 2. Các bạn nghĩ sao về những sự kiện trên? Bạn thích sự kiện nào nhất? Và đừng quên để lại một like, một share, một đăng ký kênh giúp cho Hùng Cam phát triển hơn trong tương lai. Chưa kể là các bạn đừng quên bật nút chuông thông báo để nhận được nhiều những video hay, thông tin thú vị hơn về Free Fire trên các kênh sóng của Hùng Cam nhé. Và có thể các bạn có thể search Hùng Cam DN hoặc Hùng Cam TV trên các kênh sóng để tìm ra tôi. Cảm ơn các bạn, quý vị và bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn quý vị và bạn vào những lần tổng hợp thông tin sẽ xuất hiện trong Free Fire lần sau.